Kamen Rider Kuuga, thế lực anh hùng độc lập trong loạt series phim cùng tên, đứng lên đương đầu với tộc quái nhân Grongi để bảo vệ nụ cười và bình an cho nhân loại. Bên cạnh sự hậu thuẫn tiềm lực từ những con người của Sở Cảnh sát thành phố, bản thân Kuuga còn mang cho mình rất nhiều sức mạnh khác nhau để đối phó với kẻ thù trong nhiều tình huống. Hôm nay, hãy cùng RTK Media chúng mình tìm hiểu về ý nghĩa Rider và Form của Kamen Rider Kuuga nhé! Kamen Rider Kuuga là Rider đầu tiên của thời kỳ Heisei, với cảm hứng thiết kế dựa trên loài bọ vừng. Cái tên Kuuga cũng là viết lái đi của từ Kuwagata, ám chỉ loài bọ vừng trong tiếng Nhật. Đầu tiên, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về chiếc Arco Belt, thiết bị biến hình và đồng thời là cội nguồn sức mạnh của Kamen Rider Kuuga. Đây là chiếc thắt lưng được tộc người Rinto tạo ra để cho Kuuga cổ đại là Riku sử dụng, giúp ông đủ sức đứng lên đương đầu với tộc quái nhân Grongi trước những trò chơi tử thần của chúng. Chiếc thắt lưng này được cấp nguồn sức mạnh bởi một viên đá quyền năng có tên là Amadam. Viên đá này cường hóa thể chất, sức mạnh và đồng thời kéo dài tuổi thọ của vật chủ. Không những vậy, nó giúp cho Kuuga tiến hóa lên thành nhiều hình dạng khác nhau để thích ứng với đối thủ. Với mỗi hình thái form của Kuuga, viên đá sẽ chuyển màu sắc tương ứng với form đó. Theo như thông tin mà Sakurako Sawatari phiên dịch từ văn tự cổ của tộc Rinto, viên đá này phản ứng với ý chí của người sử dụng. Nó có thể giúp cho vật chủ trở nên mạnh mẽ hơn, đáp lại lời kêu gọi từ tiềm thức của họ, nhưng cũng đồng thời có thể ăn mòn tâm trí vật chủ nếu như bản thân họ trở nên sa ngã. Có thể thấy quyền năng từ Amadam như một con dao hai lưỡi, nên chiếc Arco Belt được sử dụng để ổn định nguồn năng lượng từ viên đá này, hạn chế cho người dùng rủi ro trở nên điên loạn. Viên đá Amadam không chỉ có trên chiếc Arco Belt mà Kuuga sử dụng, nó còn nằm trên Goram và thậm chí là cả trên thắt lưng của Daguva Zeba. Để dễ hình dung về khả năng của viên đá Amadam ra sao, thì nếu như Agito mang trong mình khả năng tiến hóa vô hạn được Chúa Trời ban cho, thì Kuuga mang viên đá hạt giống quyền năng của Chúa. Tuy tiềm lực của Kuuga không lớn như Agito, nhưng cũng không thể xem nhẹ sức mạnh mà Kuuga sở hữu. Tiếp theo, ta sẽ cùng nhau tìm hiểu ý nghĩa và cơ chế hoạt động của những form đã từng được Kuuga sử dụng. Trước tiên là Growing Form, hình dạng đầu tiên mà Godai Yusuke có thể chuyển hóa sau khi hấp thụ chiếc Arco Belt. Growing Form, hay còn gọi là Kuuga trắng, hay thể sống bí ẩn không xác định số 2, là form yếu nhất của Kuuga. Hình dạng này xuất hiện khi mà Kuuga chưa đủ khả năng để làm chủ những form mạnh hơn, hoặc khi thể chất hay tâm trí của vật chủ bị đả thương nghiêm trọng. Mỗi khi bị cưỡng chế trở thành hình dạng Growing Form thì sau đó, người dùng sẽ không thể tiếp tục chuyển hóa trong vòng 2 giờ. Kuuga Growing Form có chiếc sừng ngắn hơn so với những hình dạng khác. Đòn kết liễu Growing Kick cũng chỉ có uy lực bằng 1/3 so với Mighty Kick của Mighty Form. Vượt qua hình dạng Growing Form là 4 form cơ bản của Kamen Rider Kuuga. Đặc điểm thú vị của những form này là nó không thực sự hoàn thiện. Những chỉ số chiến đấu sẽ bù trừ qua lại cho nhau ở mỗi form và luôn tồn tại song song cả điểm mạnh và điểm yếu. Đầu tiên là form đặc trưng nhất, Mighty Form. Mighty Form hay Kuuga đỏ hoặc thể sống bí ẩn không xác định số 4 là hình dạng đặc trưng và phổ biến nhất của Kamen Rider Kuuga, cũng là hình dạng được sử dụng nhiều nhất. Đây được cho là hình thái cân bằng nhất trong 4 form cơ bản. Từ tốc độ, sự linh hoạt, sức mạnh và sự bền bỉ đều được dung hòa tương đối ổn định. Song ở hình dạng này, Kuuga không có vũ khí mà phải chiến đấu bằng tay không. Đòn tất sát của hình dạng này là Mighty Kick. Kuuga sẽ lấy đà từ xa và lao tới tấn công kẻ thù bằng cước. Tiếp theo là Dragon Form, tựa như lặn nước, hạ gục đối thủ bằng cây gậy dài, chiến binh Kuuga. Đó là dòng mô tả trên văn tự cổ của tộc Rinto về Kuuga Dragon Form hay Kuuga xanh dương. Đây là hình dạng cải thiện vượt bậc về tốc độ và sự linh hoạt cho Kuuga, giúp anh có khả năng nhảy rất cao, nhưng bù lại, sức tấn công và sự bền bỉ sẽ giảm đi. Để bù trừ cho điểm yếu này, Dragon Form sử dụng gậy để chiến đấu. Với bất kỳ đồ vật có dạng trụ dài nào được Kuuga chạm vào khi ở hình dạng này đều có thể chuyển hóa thành Dragon Rod. Tuyệt kỹ của form này là Splash Dragon. Kuuga sẽ nhảy cao lên trời và đâm cây gậy vào đối thủ. Hình dạng thứ ba trong bộ form cơ bản là Pegasus Form hay Kuuga xanh lục. Theo mô tả từ văn tự cổ của tộc Rinto, đây là chiến binh có thể nhìn thấy ác quỷ từ rất xa và bắn hạ chúng như gió cắt. Đây là hình dạng giúp cho Kuuga được cường hóa giác quan, giúp anh có thể nhìn và nghe được đối thủ từ khoảng cách xa. Song, sự cường hóa này vượt khỏi sức chịu đựng thông thường của con người, nên với lần đầu sử dụng Pegasus Form, Yusuke đã không thể cầm cự nổi và bị cưỡng chế trở ngược về hình dạng Growing. Sau này, tuy đã có thể làm chủ được nó tốt hơn, nhưng Yusuke cũng chỉ sử dụng được hình dạng này trong khoảng 50 giây mà thôi. Khi chuyển hóa thành dạng Pegasus, tất cả những vũ khí có dạng súng được Kuuga chạm vào để có thể chuyển hóa thành Pegasus Bowgun, một chiếc nỏ có thể bắn ra những mũi kim sắc nhọn với tốc độ gió cắt. Tuyệt chiêu của form này là Blast Pegasus. Cuối cùng trong số 4 form cơ bản là Titan Form hay Kuuga tím, là hình dạng tối ưu sức mạnh và sức bền của Kuuga, nhưng đồng thời sẽ làm giảm đi tốc độ và sự linh hoạt. Khi chuyển hóa thành hình dạng này, Kuuga sẽ được trang bị một bộ giáp trụ cứng cáp mà vũ khí của đám Grongi khó có thể xuyên thủng. Đồng thời, Titan Form giúp Kuuga chuyển đổi những đồ vật dạng dài trở thành Titan Sword. Đồ vật thường xuyên được Yusuke sử dụng để chuyển dạng nhất là tay lái của Tri Chaser và Beat Chaser. Với khả năng chống chịu bền bỉ của mình, Kuuga tận dụng lợi thế đó để áp sát đối thủ và tung ra tuyệt kỹ Calamity Titan cho một cú đâm chí mạng. Cao cấp, cường hóa và mạnh mẽ hơn so với bộ 4 form cơ bản là bộ Rising Form, hay còn được gọi là sức mạnh vàng kim của Kuuga. Đây là hình dạng mà chiến binh Kuuga cổ đại không hề có, cũng như không có bất kỳ thông tin nào được ghi chép trong văn tự cổ của tộc Rinto. Nó chỉ bắt đầu xuất hiện khi Yusuke trở thành chủ nhân của chiếc Arco Belt. Việc Yusuke lĩnh hội được hình dạng này cũng hoàn toàn là tình cờ khi ở tập 18, sau khi đối đầu với Grongi có tên Meginogade, anh đã bị trích chất kịch độc vào cơ thể và rơi vào trạng thái nguy kịch. Đứng trước cái chết cận kề, bác sĩ Tsubaki đã dùng mọi cách để có thể cứu sống cho Yusuke, thậm chí là dùng tới sốc điện tim. Trong quá trình hôn mê, chính ý chí muốn bản thân trở nên mạnh hơn đã tương tác với hòn đá Amadam trong Kuuga Arco Belt. Thêm sự tác động của dòng điện trong máy EMP đã cho Kuuga những hình dạng Rising Form. Hình dạng này giúp cường hóa 4 hình thái form cơ bản của Kuuga. Các chi tiết trên bộ giáp sẽ thay đổi, điểm thêm những phần họa tiết màu vàng kim. Ngoài ra thì vũ khí đặc trưng cũng như đòn tất sát của 4 form này sẽ được tiến hóa. Cụ thể, Rising Titan Form sẽ có bộ giáp cứng cáp hơn. Cây kiếm Titan Sword sẽ trở thành Rising Titan Sword, dài và sắc bén hơn. Ở hình dạng này, Kuuga thường sử dụng song kiếm để đương đầu với kẻ thù. Tuyệt kỹ tất sát giờ đây trở thành Rising Calamity Titan. Rising Pegasus Form không giúp nâng cấp thêm khả năng giác quan cho Kuuga, nhưng nó giúp tăng thời gian Yusuke sử dụng hình dạng này lên thêm 30 giây, nâng tổng thời gian ở form này lên khoảng 1 phút 20 giây. Pegasus Bowgun sẽ được nâng cấp trở thành Rising Pegasus Bowgun, có thể bắn ra nhiều phát đạn hơn. Tuyệt kỹ tất sát trở thành Rising Blast Pegasus. Kuuga có thể bắn ra cùng một lúc hàng loạt mũi kim vào kẻ thù và hạ gục chúng một cách nhanh chóng. Với Rising Dragon Form, lực tấn công và khả năng nhảy cao của Kuuga được tăng cường thêm. Dragon Rod nay trở thành Rising Dragon Rod, được trang bị thêm 2 đầu mũi giáo sắc nhọn giúp tăng khả năng sát thương kẻ thù. Tuyệt kỹ của hình dạng này là Rising Splash Dragon. Và cuối cùng trong bộ 4 form Kuuga vàng kim là Rising Mighty Form. Hình dạng này giúp cho Kuuga gia tăng sức tấn công và đặc biệt là lực của cú đá. Trang bị thêm Mighty Anklet vào chân phải, cú đá tất sát Rising Mighty Kick của Kuuga trở nên cực kỳ đáng sợ với sức công phá gấp 3 lần so với bình thường, khiến đối thủ bị hạ gục nổ tung với bán kính vụ nổ lên tới 3 km, gây ra rất nhiều thiệt hại cho các công trình dân cư. Đây cũng là mặt tối trong sức mạnh mà Kuuga đang sở hữu, bởi uy lực của nó quá đáng sợ nên có thể đe dọa tới sự an toàn của người vô tội. Chính vì lý do này, mỗi khi Kuuga cần sử dụng tới Rising Mighty Kick, nhân lực của Sở Cảnh sát thành phố sẽ phải thực hiện nhiệm vụ di tản dân cư hoặc dụ cho Grongi tới những vùng đất trống để giảm thiểu tối đa thương vong. Ngoài ra, để xét về mặt hạn chế của hình dạng Rising, thì Kuuga chỉ có thể sử dụng sức mạnh này trong vòng 30 giây mà thôi. Tiếp theo, thậm chí vượt trội hơn cả sức mạnh vàng kim là những form siêu cường của Kuuga. Đầu tiên với Amazing Mighty Form, đây là hình dạng mà Yusuke có được sau lần thứ 2 anh chết lâm sàng. Yusuke đã thua trận và mất mạng trước cú đá uy lực của Go Kadoruba. Một lần nữa, bác sĩ Tsubaki phải sử dụng tới điện tâm đồ để giúp cứu sống Yusuke. Và như cách anh đã tiến hóa lên hình dạng Rising, với lần sốc điện tim thứ 2 này, Kuuga trở thành Amazing Mighty Form hay Kuuga màu đen. Đây là hình dạng vượt trội hơn hẳn so với những form trước kia và là trạng thái tiến hóa tiếp theo của Mighty Form, cân bằng và mạnh mẽ hơn. Với bộ giáp đen và những họa tiết màu vàng kim, đây là dấu hiệu cho thấy Kuuga đã gần tiến hóa tới hình dạng tối thượng của mình là Ultimate Form. Ở hình dạng Amazing Mighty, Mighty Anklet được trang bị thêm cả vào bên chân trái của Kuuga, giúp anh thi triển tuyệt kỹ Amazing Mighty Kick, tung cú đá lôi bạo cước bằng cả hai chân. Và nếu như uy lực từ Rising Mighty Kick chưa đủ khiến bạn ấn tượng, thì Amazing Mighty Kick còn đáng sợ hơn như vậy. Ngay khi đối thủ phát nổ, một cột lửa cao nghi ngút sẽ bốc lên, đủ để đốt cháy cả một khu rừng. Tiếp đến là Ultimate Form, hay chiến binh tối cao Kuuga. Nếu chỉ xét riêng trong TV series năm 2000 của Kamen Rider Kuuga, thì đây là hình dạng tối thượng của Kuuga. Khi dòng suối thiêng khô cạn, dũng giả sẽ xuất hiện như sấm chớp và mặt trời sẽ lụi tàn trong bóng đêm. Đó là những gì mà văn tự cổ của tổng Rinto đã ghi chú. Ultimate Form lần đầu xuất hiện trong tập 35 trong tiềm thức của Godai Yusuke khi anh kết liễu một tên Grongi trong cơn tức giận. Nhưng phải đến tập 48 thì anh mới chính thức henshin lên hình dạng này. Ultimate Form đều viên đá Amadam tới tối đa khả năng của nó và có thể nuốt trọn tâm trí của người sử dụng. Nên đây là hình dạng đặc biệt nguy hiểm mà chỉ được Yusuke sử dụng để đối đầu với Daguva Zeba. Cũng chính vì lý do này mà mọi người luôn khuyên nhủ Yusuke không tiến hóa lên Ultimate Form, và ngay chính bản thân anh cũng e ngại sức mạnh đó. Thậm chí anh còn nhờ thanh tra Ichijo hãy bắn anh chết nếu như anh mất đi ý chí. Ở hình dạng Ultimate, nếu như người dùng tích tụ quá nhiều thù hận hoặc trở nên mất kiểm soát, đôi mắt sẽ chuyển thành màu đen. Còn nếu làm chủ được sức mạnh đó, mắt của Kuuga sẽ có màu đỏ. Ultimate Form là sự tổng hòa của mọi sức mạnh mà Kuuga từng sở hữu, được cho là có thể sử dụng tất cả những vũ khí của Kuuga. Ngoài ra, Ultimate Form giúp cho Kuuga nhìn thấy nhân dạng thực của kẻ thù. Và bởi có quá trình tiến hóa và nguồn sức mạnh tương tự nhau, nên Ultimate Form của Kuuga có rất nhiều điểm tương đồng về mặt ngoại hình giống với Daguva, lãnh đạo tối cao của tập Grongi. Thêm vào đó, Kuuga Ultimate Form còn có khả năng điều khiển được lửa, hay còn gọi là Pyrokinesis. Nhưng thứ đáng sợ nhất khiến cho Kuuga Ultimate trở nên tối thượng chính là cú đá Ultimate Kick, được cho là đủ sức công phá để hủy diệt cả một hành tinh. Tìm hiểu bên lề một chút về Ultimate Form, cho những bạn chưa được biết thì đây là những tạo hình không chính thức của hình dạng này. Ở phía trên là tất cả những hình dạng của Kuuga trong phần TV series năm 2000. Giờ ta sẽ tiến tới một hình dạng xuất hiện trong movie của Kamen Rider Decade, All Rider vs Die Shocker và tập cuối của Kamen Rider Wizard, đó là Rising Ultimate Form. Đây là hình thái tiến hóa nâng cấp hơn của Ultimate Form, xuất hiện khi Sayo, em gái của Tsukasa, sử dụng viên đá địa cầu chi phối Yusuke, giải phóng sức mạnh tối thượng của Kuuga bên trong cậu ta. Ở hình dạng này, người dùng vẫn có thể bị mất kiểm soát và đôi mắt Kuuga trở thành màu đen. Vì Rising Ultimate Form được tiến hóa trực tiếp từ Ultimate Form, nên tất cả những khả năng siêu phàm ở Ultimate đều có được ở dạng Rising Ultimate. Xuất hiện trong movie của Decade, hình dạng này gần như vượt trội và áp đảo tất cả những Rider khác. Ở form này, Kuuga có hai chiêu thức tất sát là Rising Ultimate Kick và Rising Ultimate Punch. Và cuối cùng trong số những form siêu cường của Kuuga là Super Rising Ultimate Form, một hình dạng tiến hóa cao hơn của Rising Ultimate, được Ononera Yusuke sử dụng duy nhất trong tiểu thuyết Six Hero Saga. Đây là hình dạng khi Kuuga được cộng hưởng sức mạnh điện tử của Stronger và Ozu Shota Form, khiến cho cả bộ giáp chuyển thành màu vàng kim. Vì là form tiến hóa mạnh nhất của Kuuga, Super Rising Ultimate Form được đánh giá là có thể vượt qua bất kỳ Rider nào, trở thành Kamen Rider mạnh mẽ và quyền năng nhất từng tồn tại. Vậy trên đây là ý nghĩa cũng như cơ chế hoạt động của những hình dạng mà Kamen Rider Kuuga sở hữu. Có thể nói, tuy đơn độc chiến đấu chống lại kẻ thù, song với khả năng tiến hóa đáng nể từ sức mạnh của viên đá quyền năng Amadam, Kuuga đem trong mình rất nhiều hình dạng và sức mạnh khác nhau, giúp anh trở thành một chiến binh vô cùng đáng gờm trước tộc quái nhân Grongi. Mong rằng video này của nhóm đã đem tới nhiều kiến thức bổ ích cho các bạn. Nếu cảm thấy yêu thích sản phẩm của nhóm, hãy like và share nó. Đồng thời, subscribe cho kênh và ấn vào nút chuông thông báo để không bỏ lỡ những sản phẩm mới nhất được chúng mình tung ra trong tương lai. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian xem clip. Mình là Kaitoki của RTK Media. Xin chào!